Một nam sinh viên tử vong bất thường trong khuôn viên ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân của vụ việc. Nạn nhân tử vong được xác định là anh BVNT, 20 tuổi, quê tỉnh Khánh Hòa, sinh viên một trường đại học thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Sáng ngày 19 tháng 7, một số người bất ngờ phát hiện anh T nằm bất động trên mái hiên ở tầng 1 của tòa D bên trong ký túc xá khu B, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng y tế có mặt xác định nam sinh đã tử vong. Tại hiện trường, anh T mặc áo thun đen, quần dài màu xanh bạc, thi thể không còn nguyên vẹn. Một số sinh viên cho biết có nghe tiếng động mạnh từ vị trí xảy ra vụ việc.